phiên bản thuần điện của Honda HR-V xuất hiện tại Đông Nam Á, có thể bán trong tương lai. Trong triển lãm Moto Expo 2022, hiện đang diễn ra tại Thái Lan, ngoài Civic Tiger thế hệ mới, hãng Honda còn mang mẫu ô tô điện SUV F-Prototype đến trưng bày. Đúng như tên gọi, Honda SUV F-Prototype là xe concept chứ không phải ô tô thương mại. Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm ô tô Thượng Hải 2021, diễn ra vào tháng 4 năm ngoái, Honda SUV F-Prototype về cơ bản chính là phiên bản thuần điện của HR-V. Đây đồng thời cũng là một trong 10 mẫu ô tô điện mới mà hãng Honda sẽ tung ra ở thị trường Trung Quốc. Hiện Honda SUV F-Prototype đã được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại và bán tại thị trường Trung Quốc với tên gọi ENS1 cũng như ENV1. Trong đó, ENS1 là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda, còn ENV1 do liên doanh GAC Honda phân phối. Vào hồi tháng 3 năm nay, phiên bản toàn cầu của những mẫu ô tô điện kể trên đã được hé lộ với màn ra mắt của ENI1 Prototype. Mẫu xe này dự kiến cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ EN Architecture F dành cho ô tô dẫn động cầu trước FWD. Về thiết kế, Honda SUV F-Prototype được trưng bày tại Thái Lan có ngoại hình cơ bản giống với HR-V, đang bán ở thị trường Đông Nam Á nói chung, và Việt Nam nói riêng, trừ một số chi tiết như lưới tản nhiệt đóng kín, tích hợp cổng sạc, giải đèn nối giữa hai đèn pha, gương chiếu hậu siêu mỏng và chắn bùn cải tiến đi kèm khe gió nằm dọc. So với Honda ENI1 Prototype mới hơn, mẫu xe concept này còn có một điểm khác biệt nữa là không có tem chữ nổi Honda trên cửa cốp, ngay phía dưới giải đèn hậu. Tại thị trường Trung Quốc, cả Honda ENS1 và ENP1 đều có hai cấu hình động cơ. Thứ nhất là motor điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 180 mã lực và moment xoắn cực đại 310 Nm. Motor điện này kết hợp với cụm pin lithium-ion tam nguyên có dung lượng 53,6 kW, cho phép xe chạy được 420 km sau khi sạc đầy pin theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Thứ hai là motor điện mạnh hơn với công suất tối đa 204 mã lực và moment xoắn cực đại 310 Nm. Pin đi với motor điện này cũng có dung lượng lớn hơn, đạt 68,8 kW, mang đến quãng đường di chuyển 510 km. Dù dùng motor điện nào, Honda ENS1 và ENP1 đều có vận tốc tối đa 150 km/h. Theo hãng Honda, thời gian sạc đầy pin từ dung lượng 5% bằng bộ sạc chậm AC là khoảng 9 tiếng đồng hồ với pin 53,6 kW và 9,5 tiếng với pin 68,8 kW. Nếu dùng bộ sạc nhanh DC, thời gian tăng dung lượng pin từ 30 đến 80% là khoảng 40 phút,